Sao mà buồn thế? Thương nhỉ? Ôi trời ơi, buồn thiu luôn kìa. Cha mẹ buồn thiu luôn kìa. Thương thật đấy. Đi nè mẹ cho Ca vào đi ăn nha. Cho Ca ăn nha. Làm gì nhá? Mặt chưa, đáng yêu chưa kìa. Buồn thiếu luôn đi. Giờ ai làm cá cười cái nhỉ? Giờ ai làm cá mẹ cười cái coi. Cười nhỉ. Ngực mặt lên để coi cái nào. Trời. Cười nhỉ, con cháu á. Ngược mặt lên nào. Đấy. Làm gì? Thương cả nha. Dạ, có cái gì á? Có cái gì đâu? Cá này sạch nhạc nào. Cho mẹ uống cá nào. Quay đầu uống, uống cái nào. Cá, đứng lên nào. Đấy, đứng lên, con đi đứng lên đây. Rồi, đừng nên ôm mẹ cái nào. Đúng rồi, ôm mẹ cái. Thương nha. Thương nha. Thương thật ý. Rồi. Sao á? Quay mặt lại đây nè. Đúng rồi. Làm gì á? Cá bắt chỉ cho mẹ đúng không? Đúng rồi. Đây này này. Đây này. Cá bắt đây. Đúng rồi. Đây này. Đúng rồi. Đó. Cá này ngựa này. Đúng rồi. Cá giỏi nhờ. Đó. Cá mẹ ngoan nhờ. Tuyệt vời nhờ. Đó. Cá bị cưng bắt chỉ đấy nhờ. Chỉ được đúng không? Cái mẹ mở tóc ra cho cá bắt chỉ nhờ. Đúng rồi. Đây. Cá bắt chỉ đi nhá. Cá giỏi nhờ. Cá ơi, xuống đây nào, xuống nào. Cá. Cá ơi, đi thôi nha. Không bị nữa nha. Mẹ đưa con vào đi ăn nhá. Rồi. Cái gì á? Đấy. Mẹ đưa con vào ăn nhá. Đấy. Đi luôn nhá. Góc ừ này chứ. Nào, con xuống đây. Cá ơi. Nào con xuống đây. Nào, xuống đây với mẹ nào. Xuống đây nào. Xuống đây. Đúng rồi, ngồi lại đây. Ôi.
Cùng nha. Ngồi ngồi mềm để con ăn nha. Con ăn cái này nha. Này. Mẹ bóc con ăn nha. Rồi. Mẹ bóc cái cá mẹ ăn nha. Rồi. Con chôm ngon nha. Con chôm có cá ngon nha. Rồi. Ôi. Sao á? Này con ăn hả? Con ăn gì á? Này con tâm đấy này. Con tâm đấy. Con tâm đấy. Hả? Này cá ăn hả? Cá mẹ sao thế? Con buồn hả? Buồn chưa? Con sao hả? Cá ơi. Cái gì còn ăn thế? Cái con ăn mà còn vứt thế hả? Ôi ôi kìa. Nó ăn mà đứa cho rơi lâm dần kìa. Thường nhờ. Thường nhờ. Cá ơi. Cá, ngồi lên đây. Cá. Cá đây mẹ thương này. Cá đây người mẹ này. Cá đây. Cá lên đây. Lên đây. Ôi trời ơi kìa. Thương chưa? Nào, đó. Nào. Làm gì ạ? Thương nha. Đấy. Con nó thương nha. Con buồn sao? Con mè đấy đây mà. Con nhẹ đúng không? Con nhẹ à? Nhẹ có nó hả? Ôi. Thương nha. Cá ơi, cá hồi dậy nè, cá. Mày lấy cho con vào nhỏ nhá. Mày bọc cá ăn nhá. Rồi thương con cá mẹ đấy. Nào, cá ơi. Con ngồi yên để mẹ bọc nhỏ con ăn nhá. Buồn gì hả? Con nín thấy tươi cười như gà ta nhìn nhảy như hết á. Thấy buồn thiếu vậy. Con ăn đi. Sao hả? Rồi, con ăn hả? Nè, con ăn miệng nè. Rồi. Con ăn hả? Thương quá trời. Thương nhỉ. Thế mẹ con ăn mẹ cắt nha. Ta ăn mẹ cắt nha. Cá ngồi lại đây, ngồi trên đùi mẹ đi. Rồi, ngồi đây mẹ bỉ con tí. Rồi, ngồi chỗ ngồi. Ngồi ăn hả? Ngồi ăn này con buồn hả? Sao con ăn? Rồi. Con đi đâu á? Cá ơi. Con đi vào đấy hả? Con trộn vào đấy hả? Thương quá trời, con của mẹ kìa. Mẹ thương nhỉ. Con buồn này, con vô trộn vào đấy luôn á hả? Con làm gì á? Rồi. Làm gì á? Ôi trời ơi, thương chưa kìa. Ôi trời ơi, thương nhỉ. Thương chưa? Thương chưa kìa. Thương nhỉ. Wow. Cá của mẹ kìa. Thương nhỉ. Thương quá. Trời ơi, tao mẹ nhỉ. Tao mẹ nhỉ. Cá nặng để chơi tí này. Đã. Giỏi nhỉ. Nó ngửa ra cái chỗ ấy đi nè. Trời ơi. Con giỏi quá. Trộn thương quá nha, mẹ thương nha. Thương cá nha. Đúng rồi, ta làm gì á? Làm gì á? Ăn chơi hả? Cái gì?
trường quá. Ô, con này cũng trường nhỉ. Trường quá nhỉ. Ba mẹ cũng tuyệt vời lắm nha. Ôi trời ơi, nó thấy chưa? Nó đang làm dần ba mẹ tập chặt luôn đấy. Đó, đấy, thấy chưa? À. Cả cả thương nha. Đúng rồi, con đang yêu quá. Ồ, con này đến bất kỳ hả? Con này đang ngồi này.